Chào bà con nhé. Đây là tấm tranh và hòn non bộ hồ cá mình đã thi công tiểu cảnh từ Tết năm vừa rồi nhé các bạn. Đến bây giờ là cũng đã là tháng 9 rồi các bạn. 9 tháng này. Mà tranh vẫn màu vẫn rất đẹp nhé các bạn. Cây ở hòn non bộ lên rất là tốt. Đây là cỏ cây chen đá, lá chen hoa các bạn. Đây là như là tranh đắp nổi luôn các bạn. Vừa non bộ vừa tranh. Kết hợp với lại tiểu cảnh sân vườn. Đó, một cái khu bàn trà rất là VIP nhé các bạn. Đó, bên kia mình đang thi công vẽ một bức tranh tiếp theo cả. Đấy, bức tranh này mình đã thi công được một năm rồi, là một năm rồi mà màu vẫn rất đẹp các bạn. Cỏ cây bây giờ đã lên rất là đẹp, tươi tắn. Đây là hồ cá nhé các bạn. Chủ nhà thả cá chê với cá lóc. Đây là có một cây dừa. Nhưng mà không có quả. Đó. Phong cảnh rất là hữu tình nhé các bạn. Sài Gòn mà có một cái khu ở như này là quá VIP nha các bạn.